Hello, thân mến chào các bạn. Hôm nay Peter làm cái video này vì có một người bạn đã comment và hỏi Peter cái sự khác biệt giữa Photoshop và Lightroom, và bạn đó có nói là lâu nay em xài Photoshop để làm xử lý hậu kỳ những tấm ảnh, nhưng bây giờ tại sao anh lại hướng dẫn Lightroom và tại sao cái lý do tại sao mà mình nên học Lightroom trước khi em bỏ nhiều thời gian vô với nó. Thì Peter cảm thấy cái câu hỏi này cũng rất là có lý, là tại vì khi chúng ta học một cái phần mềm, chúng ta phải bỏ rất là nhiều thời gian vô cho nó để mà học cho nó tới nơi tới chốn. Thì khi mình học cái phần mềm, nếu mà nó không có cho chúng ta cái lợi hại và cái hay của nó thì mình không có lý do gì mình phải học. Nhưng lý do tại sao Peter muốn hướng các bạn mà chơi nhiếp ảnh về cái phía xử lý hậu kỳ dùng phần mềm Lightroom, lý do nó là như vậy. Lý do nó khác với lại Lightroom, nó khác với lại Photoshop trên nhiều phương diện. Một chút lịch sử về Photoshop. Photoshop là một phần mềm của Adobe. Thì như các bạn biết là cái phần mềm rất là lợi hại, rất là lâu năm, cho chúng ta làm rất là nhiều cái hay trên một tấm ảnh. Nhưng mà từ hồi mà năm 2000 trở đi á, là kỹ thuật số nó trỗi dậy. Và khi nó trỗi dậy, nó mạnh lớn như vậy á, thì công ty Adobe nó mới nhận xét ra là có một số nhiếp ảnh gia họ chỉ có muốn xài một số cái công cụ ở trong Photoshop thôi, còn còn 90% kia họ không bao giờ đụng tới. Cho nên công ty Adobe họ nó mới tạo ra cái phần mềm đặc biệt để cho những người chơi nhiếp ảnh xử lý hậu kỳ những tấm ảnh. Cho nên nó mới đẻ ra cái hệ thống Lightroom. Thì khi nó đẻ ra cái hệ thống Lightroom này á, là nó kèm theo rất là nhiều cái hay cho chúng ta để xử lý hậu kỳ. Cộng với lại cái vấn đề xử lý hậu kỳ đó, nó cho chúng ta một cái hệ thống quản lý ảnh rất là chu đáo mà bên Photoshop không có. Ha, khi mình quản lý ảnh như vậy á, là mình sẽ làm được nhiều cái rất là hay. Ví dụ như mình có thể đánh những cái từ khóa vô cho nó, và khi mình bỏ hình của mình vô cái hệ thống mà Lightroom như vậy, mình có thể đổi tên tất cả những cái hình của mình. Trong một cái video mà Peter cũng đã hướng dẫn các bạn cách đổi tên rồi, thì các bạn có thể qua cái video để coi. Chúng ta có thể dùng rất là nhiều những cái filter sẵn có mà bên Lightroom nó cho chúng ta. Và chúng ta một trong những cái hay mà nếu mà các bạn nào xài Photoshop, các bạn không không có để ý á, đó là ở bên Lightroom á, khi chúng ta làm một tấm hình đẹp, chúng ta có thể áp dụng những cái động tác đó vô cho tất cả 100 tấm hình khác rất là nhanh chóng. Chúng ta không cần phải đi từng tấm hình. Ở bên Photoshop á, là chúng ta phải làm từng tấm hình. Ngoài ra chúng ta có thể tạo những cái nó gọi là virtual copy, có nghĩa là một tấm hình mà chúng ta có thể tạo 50 tấm hình, và chúng ta có thể chuyển cái tấm hình đó thành trắng đen, thành sepia, thành những cái hình filter khác, ví dụ như Instagram đại khái như vậy. Và chúng ta có thể hiển thị lên và chúng ta có thể coi mấy tấm hình đó cùng một lúc, và chúng ta lựa một tấm hình đẹp. Thì cái đó là một trong những cái rất là hay mà bên Photoshop nó không có. Ngoài ra bên Lightroom trong cái version 4 bây giờ nó cho chúng ta xử lý video luôn. Rất là hay. Cái hệ thống mà slideshow của Lightroom bây giờ cũng rất là mạnh. Mình có thể tạo những cái slideshow rất là hay. Mình không cần phải dùng những cái phần mềm khác để làm slideshow. Thì bây giờ Peter muốn show cho các bạn thấy cái cách mà hồi xưa và hiện tại bây giờ những bạn nào đang xài Photoshop vẫn làm. Ví dụ như các bạn vô Bridge ha, các bạn chụp hình xong các bạn bỏ một số hình vô, thì khi các bạn về các bạn bấm một cái hình, ví dụ như các bạn bấm tấm hình này để mà xử lý hậu kỳ, thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ đem một cái hệ thống là Camera Raw
Vô 6.7, hiện bây giờ Phi đã đang xài là camera 6.7 ha. Rồi nó cho chúng ta làm cái gì? Nó cho chúng ta sửa hình đây ha, sửa hình để Phi đã làm thử một vài cái động tác để cho các bạn thấy. Rồi chúng ta sửa hình ví dụ vậy đi. Rồi rồi chúng ta sửa một tấm hình và chúng ta bấm done. Ok, thì á trong cái Photoshop mà các bạn làm bây giờ á, là các bạn làm chỉ được có từng tấm hình thôi, các bạn không có thể lấy tất cả những cái chỉnh sửa đó mà các bạn dùng vô cho 50 tấm hình này. Ví dụ như chụp Peter chụp em bé, em bé của Peter đây trong cái khoảng khắc này và cái ánh sáng này, Peter làm một tấm hình đẹp, Peter có thể áp dụng vô 50 tấm hình kia, không cần phải đi đi từng tấm một. Nhưng mà bên Photoshop các bạn chỉ làm được từng tấm thôi đó. Và khi mà các bạn làm này như vậy xong đó, các bạn để ý á, là để Peter ra khỏi cái này. Peter muốn show cho các bạn thấy. Khi mà các bạn xử lý, đây là cái tấm hình raw của các bạn đây. Khi mà các bạn dùng Photoshop để mở lên để làm á, nó lúc nào nó cũng tạo ra cho bạn một cái file nó gọi là XMP. Cái file này nó đi theo cái hình này. Cho nên nó sau một thời gian các bạn làm 50 tấm hình, 100 tấm hình, các bạn sẽ có thêm 50 cái hình rác này, cái file này, cái file này nó kèm theo. Thì cái quản lý nó không có được đẹp lắm, nó không có được hay. Nhưng mà trong Lightroom á, nếu các bạn làm nó không bao giờ nó tạo cho các bạn cái XMP này hết. Nhưng mà nó nằm, tất cả những cái chỉnh sửa của bạn nó nằm ở trong cái catalog này. Cho nên cái vấn đề quản lý hình ảnh ở trong Lightroom nó rất là hay. Và lý do tại sao Adobe nó làm ra cái này, hệ thống này, tại vì nó muốn cái thằng Lightroom là một cái phần mềm chuyên để cho nhiếp ảnh gia xài ha. Và nó sau cái sau mấy năm trời nó lên cái phiên bản 4, và tới ngày hôm nay cái phiên bản 4 rất là tuyệt vời, và nó cho những cái hiệu ứng và nó cho những cái công cụ ở trong cái Lightroom 4 này quá là hay đi. Và Peter nghĩ là nếu mà các bạn nào không theo cái chương trình Lightroom này thì thật sự Peter có thể nói là rất là uổng. Vì và cái cuộc chơi hình ảnh của bạn á, nó sẽ rất là khó khăn nếu mà các bạn cứ chơi theo cái kiểu Photoshop. Thì trên cái video này Peter cũng muốn cho các bạn thấy là Lightroom nó hay. Dĩ nhiên là nó còn rất là nhiều cái hay nữa, nhưng mà trong một cái video Peter không có thể mà nói hết được. Nhưng mà nếu mà các bạn tin Peter mà muốn cho nâng cấp cái cuộc chơi của các bạn và có một cái công cụ để làm hình đẹp, thì không, hiện bây giờ không có một cái công cụ nào, không có một cái phần mềm nào mà tuyệt vời mà cho chúng ta làm tấm hình đẹp một cách tuyệt vời và lợi hại. Cộng với Lightroom cho chúng ta làm HDR luôn, nếu các bạn nào mà chơi HDR, và cho chúng ta làm panorama luôn ngay trong Lightroom. Cho nên Lightroom nó làm được rất là nhiều cái mà Photoshop không làm được. Và thứ hai nữa là khi mà mình dùng Photoshop á, thật sự nếu mà các bạn chơi nhiếp ảnh á, mình chỉ dùng có 10% của nó, còn 90% kia mình không xài, thì tại sao mình phải xài cái thằng Photoshop mình chi cho nó nặng nề. Và nói thật với các bạn là nếu các bạn chơi Photoshop bây giờ, các bạn sẽ không làm được những cái động tác và những cái hiệu ứng mà Peter có thể làm bên Lightroom được, là tại vì Adobe nó không có làm cái Photoshop cho nhiếp ảnh nữa, mà nó làm Photoshop cho nặng về cho những người làm đồ họa hơn. Ngược lại, nó dồn hết tất cả sức lực của nó qua bên Lightroom, và nó càng ngày nó là càng làm cho Lightroom nó lớn mạnh lên. Và tất cả những cái hay nó bỏ vào Lightroom đó là giúp cho những người nhiếp ảnh, những người chơi nhiếp ảnh. Và Peter khẳng định với các bạn là vô cái version 5, vô version 6, vô version 7 của Lightroom thì nó còn là tuyệt vời như thế nào nữa. Cho nên nếu các bạn chơi ngày hôm nay với Lightroom thì là cái cuộc chơi của các bạn đi đúng hướng, và Peter sẽ dồn hết sức lực để hướng dẫn các bạn mới chơi nhiếp ảnh và các bạn có ý định được chuyển từ Photoshop qua Lightroom. Một cái nữa trước khi Peter nói ngừng, là cái mà Camera Raw các bạn xài đó chính là cái hệ thống nằm đằng sau lưng Lightroom, không có khác. Cái thằng Lightroom nó dùng cái Camera Raw, tại vì cái Camera Raw đó là của công ty Adobe tạo ra, và Lightroom
nó cũng là của công ty Adobe tạo ra, cho nên nó dùng một hệ thống camera ha. Cái camera là cái bộ phận chạy đằng sau lưng, còn cái thằng Lightroom nó là cái mặt, cái hiển diện, cái hiển thị đằng trước và cái phần mềm đằng trước để cho chúng ta quản lý hình ảnh. Nhưng mà lúc mà chúng ta xử lý hình ảnh đó là chúng ta thật sự dùng cái camera raw của Adobe đằng sau lưng. Cho nên các bạn nào đang xài camera raw hiện bây giờ mà nhảy qua Lightroom, các bạn sẽ cảm thấy quen thuộc, tại vì tất cả những cái thanh ở trong camera raw là giống như là cái thanh ở bên Lightroom. Ok ha, rồi tới đây Peter kết thúc và hy vọng là các bạn vô chơi Lightroom với Peter, và Peter sẽ đưa các bạn đi tới một con đường rất là hay, và chúng ta đều có nhiều hình đẹp để chia sẻ cho nhau nha. Chào các bạn.